Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Hi guys, xin chào các con. Chào mừng các con đã quay trở lại với những bài giảng của cô. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau khám phá một unit mới với một chủ đề rất là thú vị các con nhé. Đó là unit 12. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Don't ride your bike too fast. Có nghĩa là đừng đạp xe đạp quá nhanh nhé. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau học lesson 1. Các con nhớ lấy sách vở ra này, rồi bút biếc cẩn thận để có những cái từ mới nào hay ho thì mình sẽ ghi chép vào vở để hôm sau mình ôn lại cho nó dễ dàng các con nhé. Nào, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vào phần đầu tiên, đó là phần từ mới. Buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có tầm 10 từ mới thôi, rất là đơn giản. Và cô tin là các con học nhanh rồi là thông minh như vậy thì mấy cái từ này rất là dễ. Nào, đầu tiên chúng mình cùng quan sát slide nhá. Cái này là con dao đúng không nhỉ? Các loại dao thì trong tiếng Anh ý, dao nó là knife. Knife. Chú ý nhá, mình khi mà mình viết cái chữ con dao này này, nó bắt đầu bằng chữ k, chữ K đúng không? Nhưng mà âm này là âm câm, mình sẽ không phát âm, được chưa? Mình sẽ đọc là knife. Knife là con dao. Đấy, một từ nhá, nhanh chóng ghi vào vở. Tiếp theo. Nào, cái này là gì đây? Cái chân của mình trong tiếng Anh là leg. 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 Ok, tiếp nào. Cái này là gì đây? Mình thường hay dùng quẹt quẹt để thắp nến này, rồi là trong cái chuyện cô bé bắn diêm mà chúng ta được biết ấy, thì diêm trong tiếng Anh nó là gì nhỉ? Là match. Match. Cái từ match trong tiếng Anh á có rất là nhiều nghĩa, nhưng mà ngày hôm nay chúng mình sẽ học nó với nghĩa là diêm, que diêm các em nhá. Các con nhá. Match, được chưa? Tiếp theo nào. Đây là gì đây? Bậc cầu thang, bậc cầu thang trong tiếng Anh thì mình sẽ có từ là stair. 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 Được chưa? Các con nhớ nhanh chóng ghi vào vở này, xong rồi vừa ghi vừa nghe cô đọc rồi mình nhớ luôn cách phát âm nha. Tiếp theo mình sẽ có, đây, đây là cái bếp mà mình dùng để nấu nướng hàng ngày thì nó sẽ là stove. 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 Chưa? Stove. Tiếp theo, nào, nấu nướng mà không cẩn thận này, sau này chạm phải nồi đang nóng này, chảo đang nóng này, hay là đưa tay qua ngọn lửa thì chẳng hạn, thì mình sẽ bị bỏng đúng không? Thế thì vết bỏng trong tiếng Anh chúng ta sẽ có từ là burn. Burn. Burn nghĩa là vết bỏng các con nhá. Nào, khi mà trên đường á, xe cộ mà đụng nhau này, hay là mình đi bộ trên đường mà tự dưng có đối phương đụng phải mình á, thì khi đó là xảy ra gì nhỉ? Xảy ra tai nạn. Thế thì trong tiếng Anh từ tai nạn nó sẽ là accident. 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 Từ nãy đến giờ là chúng mình đang học những cái từ rất là ngắn đấy, bây giờ nó xuất hiện một cái từ dài dài một chút thì các con ghi chép cho cẩn thận nha, không lại thiếu mất một chữ cái trong đây, cái là mình sẽ viết sai hoặc là nó sẽ sang một từ khác mất rồi đúng không nào? Accident, danh từ nghĩa là tai nạn, chưa? Nào, cô gái này đang làm gì đây? Đang leo trèo đúng không? Thì trong tiếng Anh động từ trèo hay leo sẽ là climb. Climb. Mình không phát âm ở cuối từ nha. Âm này cũng là âm câm giống như âm k trong từ knife. Đấy, thì mình đọc là climb. Ví dụ như trèo cây thì sẽ là climb the tree. Rất là dễ. Tiếp theo nhá. Nào, cái ông rùa này đang làm gì đây? Đang cắt giấy. Thì động từ cắt trong tiếng Anh rất là hay. Mình cũng đọc y như tiếng Việt luôn đó. Có mỗi cái là mình viết khác thôi. Đây, cut. 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 Từ này rất là dễ học đúng không nào? Tiếp theo nào. Những con chó, con mèo á, mà nó cào, thì cái động từ cào hay là làm vết xước trong tiếng Anh nó sẽ là scratch. 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 Động từ cào làm xước các con nhé. Ví dụ như là con chó cào vào mặt tôi chẳng hạn thì sẽ là the dog
scratches my face. Được chưa? Rất là dễ. Tiếp nào. Mình mà dùng tay mình chạm vào, đụng vào cái gì đấy thì sẽ là động từ touch. Touch. Touch nghĩa là đụng vào, chạm vào. Được chưa? Tiếp theo. À, hết rồi. Thế nên ngày hôm nay chúng mình sẽ chỉ có 2, 4, 6, 8, 10, 11 từ mới thôi. Đây, cô sẽ liệt kê lại trên bảng như thế này cho các con nhìn rõ nhá. Xem là lúc nãy mình có ghi thiếu từ nào thì bây giờ mình bổ sung vào. Rồi sau đó chúng mình cùng nhìn vào cái phần mà các con vừa ghi ý. Rồi mình cùng nhau nghe và đọc lại từng từ để nhớ cách phát âm cũng là nhớ nghĩa luôn nhá. Nào, đây. Climb. Climb. Nghĩa là leo trèo. Ví dụ như trèo cây sẽ là climb the tree. Cut. Cut. Ví dụ như là cắt giấy sẽ là cut paper. Con dao nào? Knife. Knife. Một con dao sắc sẽ là a sharp knife. Chân nào? Leg. 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 Từ này rất là dễ đúng không nào? Que diêm. Match. 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 Cào, làm xước. Scratch. 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 Hay là cầu thang. Cầu thang là gì? Stair. 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 Bếp. Stove. 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 Hay là danh từ tai nạn nào? Accident. 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 Vết bỏng. Burn. 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 Và động từ cuối cùng. Touch. Touch. Touch nghĩa là sờ mó. Được chưa? Rất là dễ nhá. Mình chỉ có 11 từ thôi. Các con mà thấy mà mình đọc nó chưa được rõ này, hay là mình chưa nhớ được nghĩa, thì từ từ hãy xem tiếp video. Mình tạm thời dừng bài giảng lại, sau mình đọc đi đọc lại cái phần từ mới này để mình nhớ được mặt chữ này, rồi là nhớ nghĩa, để khi mà mình làm những cái bài tập tiếp theo thì mình sẽ thấy dễ dàng hơn các con nhé. Rồi, sau khi mà chúng ta đã cùng nhau ghi chép này, đọc phần từ mới, thì tiếp theo chúng mình sẽ đi vào bài đầu tiên luôn các con nha. Nó sẽ là bài gì? Look, listen and repeat. Các con sẽ được quan sát đây bức tranh này. Nó cũng là câu chuyện đúng không nào? Thường thì câu chuyện của chúng ta sẽ bao gồm bao nhiêu nhỉ? How many pictures? Có bao nhiêu bức tranh? 4 đúng không? Có 4 bức tranh. Và bây giờ chúng mình cùng quan sát xem là cái tình huống đang diễn ra là gì nhá. Xem nào. Đọc qua thì các con biết được đây là ai nhỉ? Who is he? Who is she? Thì đây, bạn này, bạn gái thì là Mary rồi này. Trong đây bạn nam thì không được nói tên này nhỉ? Thì hai bạn này đang làm gì đây? Hai bạn này đang ở trong bếp và có vẻ như đang chuẩn bị nấu nướng một cái gì đấy. Nhưng mà hai bạn này đang khuyên ngăn nhau là mình không nên làm cái gì. Tại vì sao? Nó nguy hiểm với bản thân chẳng hạn. Thì rốt cuộc là hai bạn này đang trao đổi cái vấn đề gì? Thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nghe, vừa xem tranh này, vừa nghe đoạn băng để mình có thể hiểu được là hai bạn này đang nói chuyện gì với nhau nhé. A. What are you doing, Mary? I'm cutting the cabbage. B. Don't play with the knife. You may cut yourself. Okay. C. What are you doing with the stove? I want to cook the cabbage. D. Don't touch the stove. You may get a burn. Okay, I won't. Vậy là chúng ta vừa mới nghe xong câu chuyện của hai bạn được không nào? Thì các con cũng những cái từ mà một số từ là chúng mình cũng đã được học từ những bài trước này, rồi là từ mới mình vừa mới đảo qua này, thì mình cũng hiểu sương sương được gần hết rồi đúng không nào? Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào đọc dịch từng tranh để hiểu rõ hơn các con nhé. Nào, với bức tranh đầu tiên, picture A, thì what's the boy saying? Nào, bạn nam này mới nói gì đây? What are you doing, Mary?
Mary à, bạn đang làm cái gì đấy? Thì bạn Mary đang cầm một con dao này, rồi lại cầm một cái bắp cải. Thì đang làm gì đây? I'm cutting the cabbage. Tớ đang cắt, đang thái bắp cải. Đấy, đang trông bé bé như thế này bằng tuổi các con đấy, tầm tầm đấy mà bắt đầu thái rau, thái ấy mà dao nó lại sắc thế này thì như thế nào nhỉ? Thì rất là nguy hiểm đúng không nào? Thì bạn trai mới khuyên gì đây? Bạn nam mới khuyên là don't play with a knife, you may cut yourself. Đừng có mà chơi với dao như vậy chứ. Bạn có thể tự cắt vào mình đấy, tự làm thương mình ấy. Thì bạn nữ đây trông cái mặt còn rất là sợ sệt mới nói là ok, ừ được rồi, tức là tiếp thu đấy, là biết đúng không? Thì bây giờ chúng mình cùng nhìn lên cái câu này nha. Don't play with the knife có nghĩa là đừng chơi với gì nhỉ? Với dao. You may cut yourself. Cut thì chúng mình vừa mới học lúc nãy là động từ gì nhỉ? Động từ cắt. Còn yourself là chính bản thân bạn. Thì cả cái câu này mình sẽ dịch là có thể là bạn sẽ tự cắt vào mình đấy, được chưa? Tiếp theo, picture C. Thế là bạn ấy, bạn Mary này lại không nghịch dao nữa, bạn lại chuyển sang nghịch một cái khác. Thế là bạn nam lại hốt hoảng, lại hỏi what are you doing with the stove? Cậu lại đang làm cái gì với cái bếp đấy? Thì bạn Mary mới trả lời là gì đây? I want to cook the cabbage. Tớ muốn nấu bắp cải. Thì tiếp theo nào, bạn nam lại đưa ra lời khuyên gì ở picture D nhỉ? Don't touch the stove, you may get a burn. Đừng có mà chạm vào cái bếp, cậu có thể bị bỏng đấy. A burn ở đây là vết bỏng, lúc nãy chúng mình đã học rồi đúng không nào? Thì bạn Mary vẫn nói là gì đây, vẫn rất là nghe lời. Ok, I won't. Ừ được rồi, tớ sẽ không làm như vậy đâu. Đấy, được chưa? Thế là trong cái câu chuyện này nhá của chúng ta thì chúng mình cần chú ý điều gì? Là cái thứ nhất là hỏi là ai đó đang làm gì? Các con chú ý gạch chân cho cô cái câu hỏi là ai đó đang làm gì? Nó là câu hỏi gì này? Hoặc là khi mà mình đưa ra một cái lời khuyên cho ai đó là đừng có làm như thế nào đó thì mình sẽ nói như thế nào? Đấy, được chưa? Thì các con sẽ quan sát bức tranh và gạch chân những cái câu mà cô vừa mới nhắc đến hoặc là những cái thắc mắc của các con. Đấy, được chưa nào? Rất là dễ. Rồi, thì trong câu á, trong đoạn vừa rồi, trong những bức tranh vừa rồi thì chú ý giúp cô là có những cái câu mà gì nhỉ? Don't touch the stove này, rồi là đừng có chơi với dao này, đừng có chạm vào bếp. Thì đó là những cái câu như nào nhỉ? Những cái câu mệnh lệnh, những cái câu đề nghị mà mong muốn người khác nghe theo. Thì trước kia, những bài học trước thì các con cũng được học một dạng câu như thế là gì? Ví dụ như cô bảo là open your book, close the window là gì nhỉ? Các con mở sách ra, các con đóng cửa lại. Thì đó cũng là những cái câu đề nghị, những cái câu mệnh lệnh, nhưng mà là ở thể gì? Ở thể khẳng định. Giống như những câu là sit down hay open your book mà đang ở trên bảng này này, đúng không? Là một câu mệnh lệnh muốn người khác phải nghe theo. Thế bây giờ, câu mệnh lệnh nhưng mà ở thể phủ định thì nó sẽ như thế nào? Cũng tương tự nhưng mà nó không có chủ ngữ nhá. Nhớ nhá, không có chủ ngữ, không có I, you, we, they gì hết. Mà chúng ta sẽ bắt đầu với từ gì nhỉ? Don't, tức là không, đừng. Đằng sau nó sẽ là đi với gì? Với động từ. Ví dụ như là trong bài mình có câu là don't touch the stove, đừng chạm vào cái bếp. Hay là don't watch TV at night, đừng có mà xem TV vào buổi đêm. Hay là ví dụ khác nhá, đừng có đi học muộn chẳng hạn. Bố mẹ hay nói mình như vậy đúng không? Don't go to school late. Thì khi mà đưa ra những cái lời mệnh lệnh á, thì các con nhớ là mình sẽ bắt đầu bằng động từ với những cái câu khẳng định như thế này. Hoặc là bắt đầu bằng don't cộng với một động từ ở đằng sau, chứ không hề có chủ ngữ đằng trước. Nhớ chưa? Đó là thể thức, dạng thức của câu mệnh lệnh. Đó là điều mà các con cần chú ý trong bài học ngày hôm nay nhá. Rất là dễ. Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ đến với phần 2, point and say. Nào, chú ý. Đây, tương tự các con áp dụng cái phần mà cô vừa nói. Bây giờ mình quan sát những cái bức tranh này, người ta cũng cho sẵn những cái động từ đây này. Đây, thì các con đọc xem. Thì mình sẽ xem là cái hành động này là nên làm hay không nên làm, để mà từ đó mình đưa ra một cái lời khuyên này hay là một cái chỉ định cho người khác, đúng không? Ví dụ nhá, picture A, một bạn đang trông rất là háo hức, đang lấy hộp diêm quẹt quẹt đúng không nào? Thì ở đây là play with matches,
Match là que diêm, thì số nhiều của nó thì mình phải thêm es thì sẽ đọc là matches. Play with matches tức là chơi với diêm đó. Chơi với diêm thì khác gì đùa với lửa đúng không nào? Thì cái hành động này có nên làm không? Tất nhiên là không rồi. Thì khi mà mình muốn nói là đừng chơi với diêm thì sẽ nói như thế nào nhỉ? Rất là dễ. Don't play with matches. Dễ chưa? Matches các con nhá. Đây bị sai mất chữ C này. Nhớ chưa? Matches. Rồi. Picture B. Ride your bike too fast. Đi xe đạp rất là nhanh. Đây, mấy đứa con trai đúng không nào? Các bạn nam là rất thích là đi xe đạp, bắt đầu cứ phóng vù vù để tạo lên cảm giác gọi là ngầu đúng chưa? Nhưng mà rõ ràng nó rất là nguy hiểm. Ngay từ cái đề bài, cái chủ đề của Unit 12 mà chúng ta học đó, đã là cái này đúng không? Thì chủ đề nó là cái gì nhờ? Don't ride your bike too fast. Có nghĩa là đừng có đạp xe quá nhanh. Đấy, rất là dễ. Tiếp theo, các con quan sát tranh picture C nào. Climb the tree. Climb, động từ trèo. Climb the tree là trèo cây. Thì trèo cây hái quả có nên không? Mà cây nó cao thế, sau này cũng chả có cái gì ở dưới nền đất đỡ mình. Ngã cái gãy tay này, gãy chân thì phải làm sao, đúng không nào? Thì rõ ràng đây cũng là một hành động không nên làm, sẽ là don't climb the tree, chưa? Đây là dễ nhá. Tiếp theo, picture D. Run down the stairs. Có nghĩa là chạy nhanh, chạy tức tốc xuống cầu thang. Như thế dễ dàng mà trượt chân một cái là thôi đấy, chúi mũi xuống đất luôn, chúi đầu xuống đất luôn. Đầu mà đập xuống đất thì vừa u này vừa đau này, nó là còn ảnh hưởng đến não bộ nữa. Thì hành động này cũng là một hành động không nên, thì mình sẽ thêm don't ở đằng trước động từ. Thì chúng ta sẽ có là gì? Don't run down the stair. Đừng có chạy xuống cầu thang như vậy, mà chúng mình chỉ nên đi bộ, đi từ từ thôi. Và tay thì nhớ vịn vào lan can các con nhá. Đấy, rất là dễ với bốn bức tranh vừa rồi. Tiếp theo, chúng mình sẽ đến với bài 3 nào. Mình chú ý, let's talk. Nào, bây giờ chúng mình sẽ được khởi động miệng đây. Cùng nhau luyện tập nói một chút về những cái dạng câu mà chúng ta đã học. Về cái thứ nhất là gì nhỉ? What are you doing? Câu gạch gạch ở đây là các con có thể để tên của một ai đó. Ví dụ như là mình muốn hỏi bạn bạn gì nhỉ? Bạn Mai trong lớp chẳng hạn. Mình thấy bạn đang hí hoáy làm gì đấy. Thì mình sẽ hỏi là gì? What are you doing, Mai? Bạn đang làm gì đấy, Mai? Kiểu như vậy chẳng hạn. Thì khi mà hỏi một cái hành động mà đang diễn ra thì mình sẽ dùng là what are you doing, được chưa? Nào, tương tự nhá, các con sẽ ghép cái phần đoạn này vào trong cái phần tranh mà lúc nãy chúng ta vừa học ấy. Nhớ cái đoạn mà bạn Nam vào trong bếp thì thấy bạn Mary đang chuẩn bị nấu cái bắp cải. Thì bạn ấy mới hỏi là what are you doing? Trời ơi, Mary đang làm cái gì vậy? Thì bạn Mary mới đáp là gì? I want to cook the cabbage. Tôi muốn nấu bắp cải đó. Đấy, thì tương tự chúng mình cũng sẽ làm một cái đoạn hội thoại như vậy. Thì khi mà thấy bạn mình đang làm cái gì đó nó rất là nguy hiểm thì mình phải đưa ra lời khuyên ngay lập tức. Tương tự như bạn Nam đã khuyên là gì nhỉ? Don't touch the stove. You may get a burn. Tức là đừng có mà chạm một cái bếp như vậy, có thể là sẽ bị bỏng đấy. Thì khi mà người ta đã đưa ra lời khuyên và mình là một người biết tiếp thu thì mình sẽ trả lời là gì? Okay, I won't. Ừ, được rồi, tớ không làm nữa. Đúng chưa nào? Thì đây là cái mẫu câu mà ở trong những cái phần hội thoại trong bức tranh mà chúng ta vừa học đấy. Thì các con không nhìn tranh nữa nhưng mà mình cố gắng mình nhớ lại cái nội dung, sau rồi mình lắp vào những cái chỗ trống này. Đấy, để sau này khi mà mình áp dụng vào thực tế, chẳng hạn mình đang nghịch dạy dại cái gì, sau mẹ vào mẹ hỏi thì mình biết là cái phần này nhá mà trả lời trong tiếng Anh được là nó như thế nào này. Hay là mình muốn khuyên ngăn bạn mình là đừng có nghịch diêm này, hay là đừng có chơi dại cái gì, thì mình cũng biết khuyên các bạn ấy bằng tiếng Anh như thế nào, đúng không nào? Đấy, thì các con lưu ý cái phần này một chút nhá. Rồi, tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập với phần listen and tick. Đây, thì các con chịu khó nhìn vào trong sách giáo khoa ấy, chúng mình sẽ có rất là nhiều câu. Và thường thì sẽ có ba đáp án là gì nhỉ? A, B, C.
Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nghe. Nghe xong á, các con thì cứ tích đi. Sau rồi đứa nào mà chưa nghe được rõ này thì mình sẽ tua lại nghe thêm lần 2, lần 3. Rồi cuối cùng thì mình mới cùng nhau soát đáp án với cô nhá. Thì xem mình có thể một lần này, hay hai lần, hay thậm chí là ba lần cũng được. Mình có thể nghe đúng, nghe hết được cái phần bài tập này không? Được chưa nào? One. What are you doing with the knife, Mary? I'm cutting the fruit. Don't play with the sharp knife. You may cut yourself. Okay. I won't, Mom. Two. I'm going to run down the stairs. Don't do it. Why not? It's dangerous. Okay. Three. Hey, Chung. Where are you going? I'm riding to the sports center. Don't ride your bike too fast. Don't worry. I won't. Four. What are you doing here, Nam? Look. I'm going to climb the tree to pick some apples. Don't climb the tree. Okay. I won't. Nào, vậy thì sau khi nghe xong thì các con thấy như nào? Phần nghe rất là dễ đúng không? Nó cũng chỉ là những câu hội thoại đơn thôi. Nó đề cập thẳng vào vấn đề mà từ mới mình học rồi nhá. Sau rồi người ta đọc cũng rất là rõ ràng nhá. Thì không có cái lý gì mà mình lại không tích được. Thì ở trong câu 1 là cái bạn Mary này đang nhắc đến là đang nghịch cái gì? Bạn này đang nghịch diêm này, hay là lửa này, hay là bật lửa, hay là con dao? Thì trong đoạn hội thoại chúng ta đã được nghe thấy là Mary đang đang chơi với gì nhỉ? Play with the knife. Đúng không? Đang chơi với dao. Rất là nguy hiểm, các con đừng có học theo nha. Tiếp theo, bức tranh thứ hai. Để xem bạn nam này đang trèo cây này, hay là bơi lội này, hay là đang chạy hùng hục xuống cầu thang như này. Thì chúng ta đã nghe được là gì nhỉ? Bạn ấy đang run down the stair, tức là gì? Chạy xuống cầu thang. Thì lúc nãy chúng mình cũng đã được khuyên là như nào, không nên chạy xuống cầu thang mà chúng ta chỉ nên walk, chỉ nên đi bộ thôi. Và nhớ là phải tay cũng phải vịn vào lan can nhá. An toàn là trên hết mà. Nào, picture 3, bức tranh thứ 3, rất là dễ. Xem bạn ấy không nên gì, không được đi xe đạp nhanh này, hay là bức tranh B hay là bức tranh C đây các con. Đáp án của chúng ta là picture A. Tương tự với picture 4 thì chúng mình sẽ có là bạn nam này đang làm gì nhỉ? Climb the tree. Mình sẽ phải đưa ra lời khuyên là gì? Don't climb the tree. Không nên trèo cây. Rất là dễ ở phần này nhá. Đứa nào mà chưa tích được á thì các con chịu khó tua lại nghe xem một lần nữa. Tại vì sao? Khi mà chúng ta đã biết đáp án rồi á thì mình tập trung được là chắc chắn là ở cái picture 4 này mình sẽ nghe được cái đoạn là climb the tree này. Khi mà mình tập trung như thế thì mình chắc chắn là sẽ nghe lại được đúng cái từ mà mình mong muốn, chứ không còn gọi là mông lung nữa, đúng không nào? Rồi, tiếp theo, sau khi mà chúng mình đã hoàn thành xong bài 4 nhá thì các con sẽ chuyển sang bài 5. Read and complete. Đọc và hoàn thành. Đây, chúng ta có một đoạn văn ngắn ngắn như này với 1 2 3 4 5 với 5 từ ở đây. Đó là những từ gì nhỉ? Run nghĩa là chạy. Answered chia thì quá khứ này, nghĩa là đã trả lời này. Won't sẽ không. Cooking nấu. Room là phòng. Toàn là những từ dễ nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc này, rồi để xem từ nào điền vào chỗ nào nha. One day Peter was bored. Có một hôm bạn Peter cảm thấy như nào? Rất là chán. He was in his. Bạn ấy thì đang ở trong đâu? Trong đây mình chỉ có mỗi một danh từ chỉ nơi trốn thôi, đó là từ room. He was in his room and his mother was in the kitchen. Bạn Peter thì đang ở trong phòng, còn mẹ của bạn ấy thì đang như thế nào ở trong bếp? Một hành động đang diễn ra. Đã có từ was rồi thì đằng sau mình cần một verb in thì sẽ là từ cooking. Mẹ thì đang nấu ở trong bếp này. She asked loudly, "Where are you, Peter?" Thì mẹ mới hỏi rất là to là Peter, con đang ở đâu đấy?
thì bạn Peter mới như nào? Mẹ hỏi thì mình phải trả lời lại. Thì sẽ là, chỗ này phải điền từ gì nhỉ? Answered. He answered. I'm upstairs, mom. Bạn Peter mới trả lời là con đang ở trên tầng, mẹ ạ. His mother heard him running down and said, mẹ của Peter thì nghe thấy bạn Peter đang chạy xuống thì mới nhắc nhở là gì nhỉ? Don't run down the stairs. Đừng có mà chạy xuống cầu thang như vậy. Peter replied. Còn mỗi một từ nhá thì các con sẽ điền nốt vào đây là gì đây? Okay, I won't do it again, mom. Vâng ạ, à, được rồi, con sẽ không làm như vậy nữa đâu mẹ à. Đấy, thì chúng mình vừa mới ôn tập qua cái phần nội dung mà chúng ta đã học nhá. Thì các con nhớ cho cô là những cái câu mệnh lệnh phủ định để nói là ai đó đừng có làm cái gì thì mình sẽ là don't. Đằng sau sẽ cộng với một động từ để nguyên, được chưa nào? Don't run này, rồi là don't climb the tree này, don't touch the stove này. Đấy, mình đã được học rất là nhiều những cái cụm từ hay ho như vậy. Rồi, học hành cũng căng thẳng đấy nhờ, nhiều từ mới đấy. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau gọi là như nào nhỉ? Giải trí một tí này, vừa thấy thoải mái mà vừa ôn được bài. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nghe một bài hát nha các con. Let's sing. Trước khi nghe thì mình sẽ đọc qua cái phần lời đi, để nhạc lên một cái là mình có thể hát theo luôn, được chưa nào? Nào, mình cùng xem qua nhá. Don't do that. Bài hát tên là Don't do that, có nghĩa là gì? Đừng có làm như vậy. What are you doing? I'm going to run down the stairs. Don't do that, it's dangerous. Really? Yes, okay, I won't. Tức là gì nhỉ? Bạn đang làm gì đấy? Tôi đang chạy xuống cầu thang. Đừng có làm như vậy. Điều đấy là nguy hiểm đấy. Thật á? Ừ, được rồi, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Tương tự ở khổ tiếp theo cũng đưa ra một cái lời khuyên như vậy nào. What are you doing? I'm going to climb the tree over there. Tức là gì nhỉ? Bạn đang làm gì đấy? Tôi đang trèo cái cây bên kia. Thì người khác cũng tương tự, cũng khuyên là đừng có làm như vậy vì nó nguy hiểm. Rồi đến khổ cuối thì là gì nhỉ? Thì bạn ấy đang làm gì đây? I'm going to ride my bike down this busy road. Có nghĩa là tôi đang muốn đi xe đạp lên vào cái con đường đông đúc đó. Thì rõ ràng khi mà mình đi xe đạp nhá, mình lại còn bé bé con như vậy, đường thì đông, lọt thỏm giữa phố như thế thì rõ ràng là một điều không nên rồi. Thì đó cũng là don't do that, đừng có làm như vậy. It's dangerous, nó rất là nguy hiểm, đúng không nào? Rồi nhá, thế bây giờ chúng mình cũng đã hiểu hết được nội dung của bài hát này rồi. Thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau nghe và hát theo, thư giãn một chút nhá. Don't do that. What are you doing? I'm going to run down the stairs. Don't do that. It's dangerous. Really? Yes. Okay, I won't. What are you doing? I'm going to climb that tree. What are you doing? I'm going to ride my bike down this busy road. Don't do that. It's dangerous. Really? Yes. Okay, I won't. Okay, được rồi. Thế là chúng mình cũng vừa mới cùng nhau giải trí một chút qua bài hát rất là dễ thương, phải không nào? Sau khi mà chúng mình nghe xong này, các con hát theo được bài này này, thì chúng ta cũng đã kết thúc luôn bài học của ngày hôm nay rồi. Thì các con nhớ giúp cô là phải ôn lại cái phần từ mới mà chúng ta đã học này, rồi là nhớ những cái mẫu câu mà chúng mình đã cùng nhau luyện tập của ngày hôm nay, để buổi học tiếp theo chúng ta có thể gọi là như nào nhỉ? Học tập được tốt hơn này, rồi mà khi mà chúng mình đụng lại những phần từ mới hay là những cái mẫu câu mà buổi trước đã học thì sẽ không còn bỡ ngỡ mà nhanh chóng hoàn thành các bài tập mà cô chiếu lên slide các con nhé.
Còn bài học của chúng ta đến đây ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn các con đã quan tâm và theo dõi bài giảng của cô. Hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.